Hello, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog. Và hôm nay trên tay Nghĩa đang sở hữu một chiếc DJI Mini 4 Pro nha cả nhà, vừa ra mắt. Thì đây là cũng có thể là lần đầu tiên Nghĩa đập hộp con máy nha cả nhà. Mình có ý định mua từ tối hôm qua, nhưng mà sáng hôm nay mình mới lấy nha. Mình tính mua bản đơn nhưng mà không có bản đơn, nên ra bắt buộc phải lấy bản combo luôn nha. Đây cả nhà, bây giờ mình tiến hành phôi hộp nha. Thấy nó phê phê nha. Đâu. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Lần đầu tiên nha. Cảm giác ấy thiệt là tuyệt vời. Đi chỗ nha. Đó của mình. À còn cái siêu này nữa. Đó, còn siêu nữa. Vuốt qua cái. Đây đây. Tèn tèn tèn. Ây chà, nặng à, nặng à. Nhân vật chính bắt đầu. Một tay RC. Ui chà. Cái bao này nó cũng khác với mấy cái bao trước nha cả nhà. Nó dày dặn hơn nha. Đó. Cái bao đựng cũng khác nha cả nhà. Đó, dày dặn hơn. Tay RC V2. Ok chưa? Có hai cái đầu anten đồ ha. Để đây. Thì theo mình biết là con này là bản 3 pin led nha cả nhà. Bản combo 3 pin led, để anh em nào mua Mi 4 Pro này thì nên mua bản combo. Nó lợi hơn rất nhiều cả nhà. Bản combo nó có nẹp cắm luôn nha. Đó, rất là xịn sò. Đó, vui là. À dạ dạ. Đây cả nhà thấy không? Đây có cảm biến nè. Cảm biến nè. Và cái chụp gimbal của nó cũng là che cảm biến luôn nha cả nhà. Đó, che hai cảm biến trước lại. Và đây là viên pin led đầu tiên, viên đi pin đi theo máy nha cả nhà. Đó, viên nằm trong máy. Đó, gắn ở đây từ từ. Còn đây là hai viên pin Seiko. Đó, cái bao này rất là chắc chắn nha. Bao rất là chắc chắn. Hai viên pin led Seiko. Wow, cái nãy giờ quên để ý nha. Cái dây mà cái nẹp cắm gimbal này khá là chắc chắn luôn. Đây nha, thấy rõ không? Đó. Cao su trong như thế nha. Khá là chắc chắn. Hai viên pin led nữa. Và cũng như Mi 3 Pro có thêm 3 cặp cánh, một cái tua vít, hai sợi cắp sạc. Đó. Giấy bảo hành. Bây giờ mình mở tiếp thêm cái phần gimbal cả nhà. Đó, đây. Tháo ra luôn. Một siêu. Đó. Thì máy đập hộp sẽ không có pin nữa nha. Pin không có đâu ha. Pin mê nêu thì nó sẽ không có ha. Anh em nào từng đập hộp thì biết ha.
Thành ra mình sẽ remote có pin không? Remote có pin nè. Mình sẽ mượn pin của con Mi 3 Pro các nha, để vào đồ vào đó bớt. Đó. Ở đây mình có thủ sẵn pin Mi 3 Pro thì nó xài chung với nhau hết nha các nha. Mình mở máy thử cho các nhà xem nha. Đó. À, máy này mình cất vô anh chờ đợi cho nó gọn gàng xíu. Anh em trên hội Leica đang nhắn mình liên tục nha. Hỏi chừng nào review đồ các kiểu đồ. Đó, nhắn nghe nghe nghe. Tin 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 tin. Đây cái nhà, đặt tay luôn. Đang chờ cái nhà. Đây cái nhà, đã đặt tay xong nha. Giờ bấm vô nè. Cái màn hình này tạm thời là mình thấy nó mượt hơn. Nó mượt hơn cái màn hình cũ ha. Đúng không Hoàng? Đúng rồi. Ở đây là em Hoàng mới tới cả nhà. Em Hoàng mới tới để xem ha. Này đang báo pin yếu ha. Cam thì nó ok cả nhà. Đó. Thì hiện trạng cái tay của nó giống như là tay N1 thôi. Và nó khác cái nó có anten trên đầu và hai cái núm dự phòng này nằm ở đây. Đó. Hai núm dự phòng nằm trên nha. Đó. Còn các nút này thì như nhau hết, không khác gì hết ha. Còn con cam đây. Đây quay cận cảnh cho các nhà mình xem. À, cảm biến bụng nằm ở đây. Đây cái đèn, quay cái đèn, cái đèn. Quên cái đèn bụng nha, cảm biến bụng nha. Đó. Cảm biến 360. Ok, nó hết pin cả nhà. Bây giờ mình tắt để mình xem cái tay khiển này nó sẽ kết nối được những con nào nha các nhà. Đây. Mình xem nó kết nối được những con nào. Con net. Ok. Mi 4 nè. A3 hết. Được 2 con. Chỉ được 2 con ở nhà. Chỉ được 2 con thôi. Ok nha cả nhà. Thì mình đã review xong cái con Mi 4 Pro này rồi. Thì đó giờ có em Hoàng nè, em Hoàng qua tới để hai anh em mình ra ngoài kia test bay như thế nào nữa nha. Còn bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Rồi clip bay thì anh em chờ xem ở phần sau nha. Xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye.